Sau thất bại khó quên tại SEA Games 2019, người hâm mộ dường như đã cạn niềm tin với lứa cầu thủ trẻ nước nhà. Sự mất niềm tin được đổ dồn vào bộ máy lãnh đạo VFF và những nhà hoạch định bóng đá Việt Nam. Ngày 11 tháng 10 năm 2017, sáng 11 tháng 10, tại Hà Nội, huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 quốc gia và Olympic quốc gia Việt Nam. Nhiều cổ động viên Việt Nam còn phải tìm kiếm trên Google để biết thông tin về Park Hang-seo, chiến lược gia 59 tuổi lúc đó bị nhiều người nghi ngờ về khả năng bởi những gì ấn tượng nhất người ta biết về ông cũng chỉ là trợ lý cho huấn luyện viên Woo Hyun-dong, đưa đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 và là huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương đồng tại Asian Games 2002. Từ đó về sau, những thành tích dẫn dắt của vị chiến lược gia này không mấy khả quan. Chiến tích đầu tiên của vị huấn luyện viên người Hàn khi cùng U23 Việt Nam tham dự giải M150 tại Thái Lan. Tại giải đấu này, đội U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Ông giúp Việt Nam đánh bại Myanmar 4-0 nhưng thua Uzbekistan 1-2. Sau đó Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 tại trận tranh hạng 3 nhờ cú đúp của Nguyễn Công Phượng. Bản thân anh cũng giành danh hiệu vua phá lưới M150 Cup. Kết quả này vẫn không khiến người hâm mộ hài lòng bởi đây chỉ là giải giao hữu và mọi chuyện chưa chứng minh được điều gì. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam rơi vào bảng D, một bảng đấu tử thần với các đội bóng U23 Hàn Quốc và U23 Australia, những nền bóng đá vẫn thường xuyên góp mặt ở World Cup. Đối thủ còn lại của thầy trò Park Hang-seo chính là U23 Syria, một đội bóng cũng vô cùng đáng gờm. Không có gì ngạc nhiên khi U23 Việt Nam được đánh giá là đội yếu nhất bảng đấu. Trước khi trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam diễn ra, huấn luyện viên Kim Bong-kin phát biểu rằng đội bóng của ông sẽ dễ dàng có được thắng lợi trước Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những phát biểu mang phần khiêm tốn. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn có một số ưu thế nhất định với đối thủ mà ông chắc chắn hiểu rất rõ. Ngày 11 tháng 1, trận đấu đầu tiên trong hành trình của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Trước đối thủ vượt trội về nhiều mặt, U23 Việt Nam nhập cuộc với thế trận phòng ngự chủ động, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho U23 Hàn Quốc. Trong hơn 10 phút thi đấu đầu tiên, U23 Hàn Quốc đã tổ chức khá nhiều những tình huống tấn công. Thế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi phòng ngự tốt. Bất ngờ bỗng đến vào phút thứ 17, Bùi Tiến Dũng thực hiện đường truyền cho Văn Hậu dâng cao bên cánh trái. Từ đường truyền của hậu vệ này, qua pha nhả bóng khéo léo của Công Phượng, Quang Hải chuyển hóa thành bàn thắng với cú dứt điểm chân trái chéo góc không thể cản phá. Có bàn thắng, cao thủ U23 Việt Nam tự tin hơn trong những pha xử lý bóng qua người. Tuy nhiên tiếc là chúng ta đã không giữ được lợi thế của mình lâu hơn. Phút 29, Đình Trọng vô tình làm hỏng bẫy việt vị của đội nhà. Choi Jung-kook băng xuống đón đường truyền chọc khe của đồng đội và bình tĩnh dứt điểm trong tư thế không bị kèm, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Hàn Quốc. Đây cũng chính là kết quả của hiệp 1. Đầu hiệp 2, trung vệ Tiến Dũng có tình huống để mất bóng đáng trách ở giữa sân, dẫn đến Văn Hậu buộc phải phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm và nhận một thẻ vàng. U23 Hàn Quốc được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Seong-un thực hiện quả penalty theo kiểu Panenka nhưng không đánh bại được thủ môn Tiến Dũng. Thời gian càng về những phút cuối, U23 Việt Nam vẫn thể hiện lối chơi tốt, khiến đối phương bế tắc trong khâu ghi bàn. Đáng tiếc rằng may mắn đã không thể đứng trọn vẹn bên cạnh đoàn quân của thầy Park. Phút 74, tiền đạo cao 1m85 Lee Kun-woo bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới U23 Việt Nam lần thứ hai. Sau bàn thua này, đội tuyển Việt Nam có phần dâng cao đội hình hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 88, nhận đường truyền của Xuân Mạnh, Văn Thành quyết định sút xa nhưng đi chệch khung thành U23 Hàn Quốc. Ngay sau đó ở phút 89, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Tiến Dũng thực hiện cú đánh đầu ngược kỹ thuật, nhưng tiếc là bóng đã đi sượt cột dọc. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Công Phượng rút tung lưới U23 Hàn Quốc, nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài thổi phạt việt vị anh ở tình huống đón đường chuyền của đồng đội. Đón nhận một trận thua đầy tiếc nuối trong ngày ra quân, thầy trò Park Hang-seo chấp nhận đứng ở vị trí thứ 3 khi cùng có 0 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại cao hơn Syria, còn Australia tạm chiếm vị trí nhất bảng với chiến thắng 3-1 của họ. 15 giờ ngày 14 tháng 1, lượt trận thứ hai của U23 Việt Nam ở bảng D diễn ra với đối thủ là U23 Australia. Trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng đội bóng của chúng ta đến với trận đấu này là để tìm một chiến thắng, chứ không phải là để cầm hòa. Và đúng như những gì mà ông đã nói, U23 Việt Nam bước vào trận đấu mà không có bất kỳ sự run sợ nào. Đoàn quân của ông Park đã thực hiện tốt đấu pháp chiến thuật phòng ngự biên vốn là điểm mạnh của đối thủ, đồng thời sử dụng nhiều cú phất bóng từ sân nhà để phản công. Ở phút 33 sau đường truyền dài của Văn Hậu, Alex Gesbeck mắc sai lầm tạo cơ hội cho Công Phượng đối mặt thủ môn Paul Izzo.
Đáng tiếc là pha để bóng dài khiến anh mất cơ hội ghi bàn. Phút 38, Quang Hải gây bất ngờ với cú sút chéo góc chân trái, khiến thủ môn Paul Izzo phải vất vả bay người cứu thua cho U23 Australia. Phút 45, sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa từ tình huống phạt góc bên cánh trái, thủ môn Tiến Dũng băng ra đấm bóng giải nguy cho U23 Việt Nam. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng ở trong hiệp 1. Sang hiệp 2, ngay sau khi vào sân, Văn Toàn đã có đường truyền thuận lợi cho Công Phượng, bóng được đưa sang cánh phải trước khi Văn Thành dứt điểm chìm khá nguy hiểm. Phút 65, một tình huống thoát tim đã diễn ra sau khi được tung vào sân, Blackwood đã bật lên đón quả tạt từ cánh phải và đánh đầu tung lưới U23 Việt Nam, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cầu thủ U23 Australia đã ở thế việt vị. Và rồi bất ngờ xảy ra ở phút 72 khi Quang Hải mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Trong tình huống lộn xộn sau khi bóng được phá ra khỏi khu vực cấm địa, tiền vệ mang áo số 19 dứt điểm chân trái quyết đoán làm tung lưới Australia. Ở những phút cuối, Blackwood thực hiện các pha đánh đầu nguy hiểm, nhưng khung thành của U23 Việt Nam vẫn được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Ngày hôm ấy, trang chủ AFC gọi thắng lợi của U23 Việt Nam trước U23 Australia là chiến thắng lịch sử và vang dội. Đội tuyển chúng ta chính là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng chung kết U23 châu lục. Không những vậy, 3 điểm trước U23 Australia còn mở toang cơ hội vào tứ kết cho U23 Việt Nam. Như vậy, sau 2 trận, U23 Việt Nam có 3 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần. Ở lượt cuối, U23 Việt Nam gặp Syria lúc 18:30 ngày 17 tháng 1. U23 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định gặp U23 Syria với quyết tâm rất cao. Khác với 2 trận trước, U23 Việt Nam kiểm soát bóng khá tốt trước Syria. Phút 15, Công Phượng có pha thoát xuống dứt điểm sau đường chọc khe của Quang Hải, nhưng bóng đi chảy cột. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong cuộc đọ sức với U23 Australia. Đây là một kết quả có lợi cho U23 Việt Nam. Syria không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm ở trong hiệp 1 khi các pha phối hợp không có sự đột biến. Họ trông chờ nhiều những pha bóng bổng nhưng bị hàng phòng ngự U23 Việt Nam cản phá thành công. Trước khi hiệp 1 kết thúc, chúng ta lại đón nhận thêm một tin vui khi U23 Hàn Quốc đã nâng tỷ số lên 2-0 trước U23 Australia. Đầu hiệp 2, U23 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên, Phan Văn Đức thế chỗ Văn Toàn. U23 Việt Nam vẫn chơi rất áp sát mỗi khi đối phương có bóng. Tiếp theo đó là những tình huống đầy sóng gió trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ở phút 66, tiền đạo Công Phượng có một cơ hội tốt sau khi nhận đường truyền của Xuân Trường. Nhưng ở tư thế chống trải, anh lại dứt điểm không hiểm hóc để cho thủ môn của Syria cản phá. Trong thời gian còn lại, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á đẩy U23 Việt Nam lùi sâu về phần sân nhà. Phút 75, xuất phát từ một đường truyền của Naji, chân sút Mutadi tung hai cú dứt điểm liên tiếp, nhưng thủ môn Tiến Dũng và trung vệ Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc cứu thua. Phút 78, quả tạt bên cánh trái, Mutadi trong tư thế không ai kèm bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút 86, lại là Mutadi với pha dứt điểm cận thành nhưng bóng đã không đi vào lưới U23 Việt Nam. Chung cuộc, chúng ta may mắn cầm hòa Syria không đều và như thế là đủ để U23 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên với tới trận tứ kết. Bởi trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Australia 3-2. Có một mất mát khá đáng tiếc chính là trường hợp của Đoàn Văn Hậu khi anh đã gặp chấn thương rách cơ đùi sau trận đấu với U23 Syria và có nguy cơ phải bỏ giải. Với việc thiếu vắng Văn Hậu, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có đúng hai hậu vệ cánh là Phạm Xuân Mạnh và Vũ Văn Thành. Thử thách ở vòng tứ kết là một đại diện hùng mạnh của bóng đá Tây Á, U23 Iraq. Trước trận đấu, huấn luyện viên Abdul Ghani Saad tuyên bố hạ U23 Việt Nam ngay trong 90 phút. Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam nhập cuộc với tâm lý rất tự tin. Dù phòng ngự với số đông nhưng chúng ta chủ động hơn trong các tình huống tấn công. Và chúng ta đã gây bất ngờ cho Iraq với bàn mở tỷ số của Công Phượng sau cú móc bóng của Văn Đức. Tiền đạo khoác áo số 10 dứt điểm nối làm tung lưới Iraq ở phút 12. Bị thủng lưới, U23 Iraq liên tục gây sức ép. Phút 29, trọng tài chính Christopher Beard, người Úc, thổi penalty khá nặng tay với U23 Việt Nam. Đứng trước khoảng 11m, Ayman Hossein dứt điểm thành công quân bình tỷ số. Rất đáng tiếc khi thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chạm chân vào bóng nhưng không thể cứu thua. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Sang hiệp thứ 2, thế trận diễn ra đôi công với các tình huống ăn miếng trả miếng từ hai bên. Ở 2 phút 60 và 61, Văn Đức và Công Phượng liên tiếp đặt khung thành đối phương trong thế báo động. Mặc dù vậy, sau toàn bộ thời gian thi đấu chính thức, hai đội vẫn phải rời sân với tỷ số hòa 1 đều. Hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Và 30 phút của hiệp phụ trận đấu này đã diễn ra một trong những màn rượt đuổi kịch tính và điên rồ nhất giải. Khi hai đội bước vào 4 phút đầu tiên của hiệp phụ, U23 Iraq vượt lên nhờ cú đánh đầu của Hussein từ tình huống phạt góc. Không chịu khuất phục, các thủ áo đỏ đã thi đấu cuột cường và được tiếp tục đền đáp với bàn gỡ hòa 2 đều do công của Văn Đức ở phút 108. Màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội tiếp tục diễn ra. Trong hiệp phụ thứ 2,
cầu thủ vào thay người là Đức Trinh với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 112, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 3-2 khó tin trong hiệp phụ thứ hai. Nhưng rồi niềm vui của chúng ta đã không kéo dài lâu khi ở phút 116, Alamawi băng xuống lạnh lùng dứt điểm đánh bại Tiến Dũng, quân bình tỷ số 3 đều và đưa trận đấu vào loạt luân lưu cần áo. Trên chấm 11m, khoảnh khắc Tiến Dũng ôm gọn cú sút đầu tiên của đối phương đã giúp chúng ta gần chiến thắng hơn bao giờ hết. Và rồi những Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Trinh và Tiến Dũng thực hiện hoàn hảo lượt sút của mình cũng là lời khẳng định U23 Việt Nam xứng đáng với tấm vé ở bán kết, tạo nên cơn chấn động thực sự ở châu Á. Tiền vệ Phạm Đức Huy thậm chí còn không dám tin vào thắng lợi của đội nhà. Anh ngồi bệt xuống sân ăn mừng cùng Quang Hải. Văn Toàn, Hồng Duy chạy lại chia vui cùng Đức Huy. U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và cho toàn thể châu lục thấy họ có thể thi đấu ngang ngửa với bất cứ đối thủ nào. Sau U23 Iraq, chúng ta tiếp tục chạm trán một đội bóng mạnh khác ở khu vực Tây Á là U23 Qatar, đội bóng sở hữu thành tích toàn thắng từ đầu giải. Tờ báo của họ đã ví U23 Việt Nam như là một sát thủ của những ông lớn, nhưng trong đó cũng đề cập rằng U23 Qatar sẽ có chiến thắng trước U23 Việt Nam bởi chênh lệch về trình độ cũng như chất lượng nhân sự mà họ đang có trong tay. Thực sự là vậy, Akram Afif, chân truyền nguy hiểm nhất của U23 Qatar, đã tạo ra 9 cơ hội ăn bàn cho đồng đội và 18 pha qua người thành công tính tới thời điểm đó. Anh là cầu thủ nổi tiếng nhất của U23 Qatar. Hiện tại, anh trở thành người Qatar đầu tiên khoác áo một đội bóng ở La Liga khi chuyển đến Villarreal năm 2016. 15 giờ ngày 23 tháng 1, trận bán kết thứ nhất của vòng chung kết U23 châu Á chính thức bắt đầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhập cuộc chủ động. Lối đá phòng ngự phản công tiếp tục được huấn luyện viên người Hàn sử dụng. Ngay những phút giây đầu tiên, Quang Hải đã tạo ra pha uy hiếp khung thành đội bóng Tây Á. Phút 18, Quang Hải đi bóng tốc độ từ giữa sân, sau đó tung cú sút chân trái từ ngoài khu vực cấm địa đi chạch cột khung thành U23 Qatar. Các cơ hội sau đó từ cả hai đội có phần ít gây nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở phút 38, U23 Qatar được hưởng quả penalty không rõ ràng khi trọng tài cho rằng trung vệ Tiến Dũng phạm lỗi với một cầu thủ đội bạn. Trên chấm 11m, Akram Afif mang về bàn mở tỷ số trong trận bán kết U23 châu Á. Ngay sau đó, U23 Việt Nam dồn ép hòng tìm kiếm bàn gỡ. Hai cơ hội liên tiếp đến với Công Phượng nhưng cầu thủ của U23 Việt Nam lại bỏ lỡ. Bởi vậy, thầy trò ông Park chấp nhận bị dẫn bàn trong hiệp đầu tiên. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Park Hang-seo rút Công Phượng và Duy Mạnh ra sân, trao cơ hội cho Đức Trinh và Hồng Duy. Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học. Phút 58, U23 Qatar tổ chức lên bóng nguy hiểm bên cánh trái, nhận được chuyền của Afif, cầu thủ khoác áo số 19 Ali dứt điểm chân trái đưa bóng đi vọt xả khung thành thủ môn Tiến Dũng. Phút 68, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt gián tiếp sau khi thủ môn Bakari bắt đường truyền về của Afif. Tuy nhiên, Quang Hải sút phạt trúng xa khung thành của Qatar. Nhưng người hâm mộ Việt Nam cũng chẳng cần phải tiếc nuối quá lâu, bởi chỉ 2 phút sau đó, chính Quang Hải là người ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ở một tình huống hậu vệ Qatar thi đấu không tốt, Quang Hải dứt điểm chân phải trong khu cấm địa tung lưới thủ thành đối phương. Trong 5 phút cuối trận bán kết, kịch tính tiếp tục xảy ra. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Tiến Dũng, sau quả phạt góc bên cánh phải phút 86, cầu thủ khoác áo số 19 Ali dứt điểm cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Qatar. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, từ ngoài khu vực cấm địa, Quang Hải thực hiện cú cứa lòng chân trái ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam. Hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ nhưng không có thể bàn thắng. Điều đó dẫn đến loạt đấu súng thứ hai liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trong giải đấu này. Ở loạt penalty đầu tiên, sau khi Bùi Tiến Dũng đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá cú sút của Afif, thì Quang Hải đã thực hiện không thành công cú sút của mình. Nhưng giữa bờ vực mỏng manh của chiến thắng và thất bại, một lần nữa Vinh Quang lại gọi tên những chiến binh sao vàng. Bùi Tiến Dũng thể hiện bản lĩnh và tài năng bắt 11m khi xuất sắc cản cú sút của đội trưởng Nguyên bên phía Qatar, để sau đó Xuân Trường cân bằng tỷ số 1-1. Ở loạt sút cuối cùng, lại là Tiến Dũng với pha cản phá cú sút bên trái của cầu thủ khoác áo số 13 và Văn Thanh với cú sút vào bên phải ngay sau đó, đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018. Chiến thắng thể hiện rõ tinh thần cuột cường của các cầu thủ Việt Nam. Thể lực vốn không phải là một yếu tố mạnh của chúng ta so với các đội Tây Á, nhưng cái cách mà chúng ta chiến đấu vào ngày hôm đó cho thấy rằng chúng ta xứng đáng đến nhường nào, mạnh mẽ đến nhường nào để có thể cầm chiếc vé vào chơi ở trận đấu cuối cùng. Người hâm mộ Việt Nam đã có những khoảnh khắc vui sướng lẫn chết lặng khi theo dõi trận đấu, nhưng cuối cùng thực sự họ vẫn chưa tỉnh đâu vì giấc mơ vẫn còn đang tiếp diễn. Đối thủ của U23 Việt Nam ở chung kết là U23 Uzbekistan. Ở vòng bảng, Uzbekistan thắng chủ nhà Trung Quốc 1-0. Thắng Oman 1-0, đội bóng Trung Á chỉ thua Qatar với tỷ số 0-1. Đến loạt trận knockout, Uzbekistan hạ gục đương kim vô địch Nhật Bản 4-0. Sang bán kết, họ thắng Hàn Quốc 4-1 sau 120 phút. U23 Uzbekistan ghi tổng cộng 10 bàn từ đầu trận, nhưng chỉ để lọt lưới có 2 lần.
sân vận động và đường phố Thường Châu trong ngày 27 tháng 1 năm 2018 trước khi trận chung kết U23 châu Á diễn ra. Nhiệt độ ngoài trời lúc 10 giờ 30 là 3 độ C với những cơn mưa tuyết trút xuống không ngớt. Khó khăn là điều dễ dàng nhận thấy khi đội tuyển chúng ta chưa bao giờ chơi ở một điều kiện như thế, còn đội bạn đã chơi với điều kiện tương tự ở đất nước họ nhiều lần trước đây. Nói một chút về không khí của những ngày hôm đó, mọi con đường ở Việt Nam đã bắt đầu nhộn nhịp từ những đầu xế tả. Hàng loạt doanh nghiệp cho phép nhân viên được nghỉ phép hay về sớm để có thể cổ vũ đội tuyển. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các con phố, trên những vỉa hè hay giữa lòng đường và cả trên sắc áo cả hàng ngàn người tấp nập. Phải chứng kiến khoảnh khắc ấy mà nhớ lại rằng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa từng thấy điều gì tương tự trước đây. Điều gì đó lâng lâng, xen lẫn tự hào khó tả. Cùng thời điểm này, trên sân vận động Mỹ Đình, 80.000 người hâm mộ đã lấp hết mọi khoảng trống trong sân, chờ đợi đến phút giây bắt đầu trận chung kết. Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm cổ động viên lặn lội từ quê nhà tới thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc để trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử. Phát biểu trước trận chung kết, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định các học trò của ông sẽ nhập cuộc với sự điềm tĩnh, cẩn trọng và tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu giống như những trận đấu đã qua. Ở hiệp 1, đội bóng vùng Trung Á mặc trang phục trắng viền xanh, điều này đã gây khó khăn cho việc quan sát của cả trọng tài lẫn cầu thủ trên sân. Ngày phút thứ 8, sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Asumatov đánh đầu ghi bàn cho U23 Uzbekistan, báo hiệu một trận đấu đầy khó khăn cho U23 Việt Nam. Phút thứ 17, sau đường chuyền của Xuân Trường, Quang Hải đánh đầu đưa bóng đi hết đường biên ngang. Đây là pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của chúng ta. Đến phút 25, vì tuyết rơi quá dày, trọng tài cho tạm dừng trận đấu để nhân viên dọn tuyết ở các vạch giữa sân và khu vực cấm địa ở khung thành hai đội. Phút 33, sau đường chuyền của Văn Thanh bên cánh phải, tiền vệ Quang Hải dứt điểm trượt bóng. Phút 37, cầu thủ mang áo số 6 bên phía U23 Uzbekistan tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm khá nguy hiểm. Sau những cố gắng liên tiếp, cuối cùng U23 Việt Nam đã tìm được bàn gỡ hòa. Nhưng để nói về bàn thắng này thì đây chính xác là một biểu tượng. Các cầu thủ áo đỏ được hưởng quả đá phạt ở cự ly 20m để tạo thuận lợi cho Quang Hải đá phạt. Các đồng đội của anh đã cúi xuống cào tuyết trên sân cỏ. Hành động ấy thể hiện rằng các chiến binh của chúng ta chất chiêu từng cơ hội quý giá như thế nào. Để rồi cú sút phạt như cầu vồng của Quang Hải đã làm toàn dân tộc Việt Nam như được sống lại sau những giây phút căng thẳng. Đó cũng được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của giải đấu. Sang hiệp 2, U23 Uzbekistan đổi sang màu áo xanh. Lúc này mưa tuyết vẫn trút xuống đều đặn. Cứ vài chục phút, trọng tài lại cho hai đội tạm nghỉ để ban tổ chức cào tuyết ra ngoài đường biên. Phút 83, từ quả tạt của cầu thủ U23 Uzbekistan bên cánh trái, thủ thành Tiến Dũng cản phá không tốt tạo cơ hội để Jabi Khilo Urimboev dứt điểm trong vòng cấm. Rất may cho U23 Việt Nam là tiền đạo áo trắng sút bóng vọt xà ngang. U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức nên phải bước vào hai hiệp phụ. Chúng ta tiếp tục giữ lối chơi phòng ngự phản công chủ động. Khi thời gian dần về những phút cuối, người hâm mộ Việt Nam đang nghĩ đến những loạt đá luân lưu 11m thì đúng vào phút cuối cùng, từ quả phạt góc bên cánh trái, cầu thủ vào sân Andrei Sidorov chạy chỗ cắt mặt dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng vùng Trung Á và hồi còi kết thúc trận vang lên. Chỉ cách cơ hội đoạt cúp trong tích tắc, nhưng rồi chúng ta đã chấp nhận thất bại trước thực tế nghiệt ngã. Trong khi chờ lên bục nhận huy chương bạc, huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi một mình trên băng ghế rơi nước mắt. Cả dân tộc Việt Nam bỗng chìm trong một sự lặng im quá đỗi xót xa. Thế nhưng chỉ vài phút sau, vẫn trong không gian tĩnh lặng đó, người ta nghẹn ngào vì niềm tự hào dâng lên khó tả. Chúng ta đã có một hành trình quá đỗi kỳ diệu, chúng ta còn gì để tiếc nuối nữa. Hình ảnh suy mạnh cắm lá cờ tổ quốc xuống gò tuyết cao rồi cúi chào một cách đầy nghiêm trang là một cái kết đẹp cho chuyến hành trình ấy. Nó đã không đi đến vinh quang cao nhất, nhưng chắc chắn nó đã đi đến trái tim của mỗi con người của dân tộc Việt Nam để nhớ mãi những kỷ niệm quá đỗi hào hùng và đẹp đẽ, để nhớ lại một món quà bất ngờ vào những ngày đầu của năm 2018, khi những ngày bắt đầu, chúng ta chỉ có chung một vài tiếc nuối trong trận thua Hàn Quốc. Lúc kết thúc, chúng ta có tất cả.